coi không coi ghét like cả đông không? Quá trời đông luôn. Đó thì bây giờ vào đây tất cả là coi như parking hết đây. Parking hết xong rồi ra ghét like này thì nó có ông nhìn thấy cái like không? Tức là 1 giờ 45. Rồi 2 giờ, 2 giờ 15, 2 giờ. Con nghĩ là cái giờ nào á, ai chung cái giờ đó thì mình cứ vô cái like đó. Của mình 2 giờ 45 á, chút xíu nó sẽ thay cái bảng đó. Chừng nào mà nó thấy 2 giờ 45 á thì mình cứ đi bộ vô. 2 giờ 15 mình chưa thấy. Chết rồi, đứng đợi này lâu lắm. ông nhìn kìa. Coi như là mình xếp hàng từ đây nha. Bắt đầu tu trên đây cứ đứng hoài vậy đó. Rất đông luôn. Ông nhìn cái xe lăn quá trời kìa. Xe lăn được free luôn, nhưng mà ông đúng rồi, ông mà mệt đó. Chút xíu nữa mà mệt đó thì nó có xe lăn đó. Tức là mình được ngồi luôn. Nhưng mà không chút xíu nữa mà mình ngồi, ông ngồi cái con đẩy ông đó. Khỏi cần mình cứ tuộc là bây giờ sớm quá thì mình ngồi đây chơi cũng được. Nhưng chút xíu nữa mà mình sắp hàng với ông đó rồi đó. Lấy một cái xe lăn. Xe lăn kia kìa. Đúng không? Xong rồi đầu đẩy ông lên dần cho sức đứng từ dưới này mà ông đứng tút ở trên kia rồi. Lâu lắm. Nhưng mà nghe nói nó nhanh lắm, nhìn cái lai dài thôi chích lẹ lắm. Chích lẹ cái xong rồi chích xong á là mình lại qua cái khu trắng trắng bên kia kìa. Chích ở đây xong qua trắng kia ngồi đợi 15 phút thì không thấy gì là về. Ủa ông đi chích rồi hả? Ông đăng ký rồi hả? Không đăng ký, đi không để coi hả? Đi vô trong này ngồi ông ơi, đi vô trong này để cho dạ, thank you. Đi vô trong này ngồi cho mát kìa. Ông mình ngồi ở trong kia luôn để cho họ parking nhé. Ok cũng được. Mai mốt người ta chích hết rồi thì nó đỡ hơn. Tại vì bây giờ mới cho chích á. Đây một tuần rồi. À một tuần rồi. Ông lên đây thứ ba, thứ hai. Là bắt đầu chích rồi, cũng đông như vậy. Đúng rồi, chích ở thi nhau. Mà hình như bây giờ là cho những người lớn tuổi chích trước đúng không? Hình như trên 65, 75 trở lên mới được. Rồi sau đó thì xuống tới 65 trở lên, xong bắt đầu là tới. Mà trước đó là quân đội lính á, lính với bên y tế á, chích trước, nhân viên y tế á. À với Pfizer hay bị biến chứng. Dạ. Nhưng mình khỏe chắc không sao. Đó. Chỗ này là chỉ có 75 tuổi trở lên ha mới được chích. Còn chỗ khác thì không chích, con lại ưu tiên chích trước. Đó. Là cơ quan xe bệnh viện gọi là trong motion home ấy làm ưu tiên cơ quan để trước. Xe lăn rất nhiều này để mình ngồi bắt đầu có người nhà đó, người nhà bắt đầu họ đẩy để cho đỡ mệt đó, tại vì ghét lai hơi dài. Chắc nó cũng phải chết hết cái số hẹn đấy để trường vì nó hẹn bao nhiêu. Yeah. Cái này nó phải chết hết phải không? Dạ. Ok, nó chích thì lẹ lắm, rồi lên kia khi mình kết la tới kia rồi á, nó chích một cái ấy, mình ra mình đợi ngồi đợi khoảng 15 phút xem có biến chứng gì không á. Là mình tự mình đi về thôi. Là xong đó. Dạ. Một bản kết như qua chỗ ông thì nghe. Dạ. Để coi sự kỷ niệm. Đó. Quay review đi. Ủa mà sao cái line này nó đi lẹ vậy ông? Không có ai hết. Line đây là hả? Trời, line này lớn tuổi rồi sao? Mấy cái line kia? Nhiều cái line này nó lại lớn tuổi, nó ưu tiên. Cái line kia đứng im luôn. Nhiều cái line này nó lại tuổi lớn. Tuổi lớn. Mình trích lẹ hơn đó. Đó nãy đi thẳng luôn. 45 vì mình tuổi lớn á, ưu tiên. Đúng rồi nhỉ. Thấy không nhìn đây. Này không được mình không. Mà nhiều cái ai mình là tuổi lớn có đôi chỗ đấy. Phải không? Đúng rồi. Đó là mình đôi chỗ hồi dữ chứ.
Thôi đi, ông thấy nãy giờ đi dài lắm rồi đó. Hồi nãy giờ mình không đi kiểu này là mình đứng cũng lâu lắm à. Nhưng mà không biết là được trích luôn chưa hay là lên đây là còn đợi gì nữa chứ. Trời ơi, coi đằng sau là đông lắm luôn. Hôm nay uống vô thầu đổ rồi đó, mình đi luôn đó. Đây rồi, bây giờ này, đợi gì đó. Rồi mình ở đây được rồi. Xích fit đây là mỗi người một cái cục đây. Để đây mình vừa hơi ngồi. Trời ơi nó đông ơi là nó đông. Nãy giờ mình đi tới nơi luôn rồi này. Hy vọng được trích liền này. Ủa sao mấy người kia đi vô sớm hơn mà lại đứng đợi lâu quá vậy ta không chăng? Nhìn luôn thì sao mình đi một phát là tới đây luôn ta? Thông tin kiểm tra giấy tờ cái hệ thông tin nó đúng không? Xong mới đi tiếp. Gian nan quá. Nó bị hơi trục trặc cái chỗ địa chỉ của ông á. Dạ. Đó thì khu này mình ngồi đợi một tí á, thì nhiều khi lỡ bị cái gì thì bác sĩ nó còn kịp thời cấp cứu. Khi còn mình đi trên đường là những cái phiền lắm, thì mình ngồi thêm 50 phút nữa cho nó chắc chắn đi. Ông thấy khỏe phải không? Không thấy gì không? Cái người có nóng hay gì không? Không có gì hết ha. Đạn bắn à? Đạn bắn còn không ăn thua, chỉ có kim thôi.